Xin được chào mừng quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với bản tin báo giá hàng ngày của kênh mua bán xe cũ. Hôm nay em Tuấn Anh đại diện cho các phần quảng cáo bán hàng lại gửi tới quý vị, anh chị và các bạn một số những cái mẫu xe đang vừa mới cập bến tại cửa hàng bên em, tại cửa hàng Salon Ô Tô 1 có địa chỉ tại số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì trong cái thời gian tháng 5 vừa rồi, thời tiết rất là oi bức, thì bên em cũng đã được sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị, anh chị và các bạn, cũng đã bán và bàn giao một số mẫu xe tại cửa hàng, và vừa rồi cũng về một loạt những cái mẫu mới. Thì hôm nay em tranh thủ lên sóng báo giá những cái mẫu xe đang còn được bày bán tại cửa hàng bên em trong cái dịp cuối tháng 5 này. Thì cũng không để mất thời gian của quý vị, anh chị và các bạn nữa, thì hôm nay em xin được đi đến chiếc xe đầu tiên tại cái hàng đầu tiên của cửa hàng bên em, gửi tới quý vị, anh chị và các bạn thông tin hình ảnh của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 7 chỗ máy dầu. Đó, chiếc xe được sản xuất vào năm 2009. Đó, 2009, biển vẫn là biển 4 số. Tên tư nhân biển thành phố Hà Nội. Thì xe trang bị ngoại thất là màu bạc. Đó, bản này là bản SLX, là bản cao nhất, trang bị cửa nóc, ghế điện. Đó, ghế da nguyên bản theo xe màu đen. Hiện tại chiếc xe lăn bánh được chất xe tầm khoảng gần chục vạn km. Thì bên em đang chào bán với mức giá khoảng hơn 400 triệu thôi. Đó, chưa đến 500 triệu quý vị chị nhé. Còn xa mới đến 500 triệu là mình sẽ sở hữu một cái dòng xe máy dầu. Đó, máy dầu cực kỳ khỏe 2.0, đẹp như thế này rồi. Tiếp tục là một cái mẫu xe S này, thì bên em khách hẹn là cũng đã chuẩn bị qua lấy xe rồi. Đó, kế bên đây là một cái mẫu Tucson, thì bên em cũng vừa mới về xong bản full xăng. Đó, bản full xăng nhé. Thì bên em vừa mới về lúc sáng nay, thì em đang hoàn thiện nốt cái giấy tờ và sẽ cập nhật cái giá cụ thể cho quý vị anh chị và các bạn. Đó, kế bên là một mẫu Toyota RAV4 sản xuất vào năm 2013, nhập khẩu nguyên chiếc, bản nhập khẩu Canada nhưng tiêu chuẩn là bản xuất Mỹ. Xe trang bị đầy đủ các cái đồ chơi, cam 360, màn giải trí, ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem, mới lăn bánh được quãng đường là hơn 6 vạn mai thôi. Thì bên em đang chào bán mức giá mong muốn là hơn 700 triệu thôi. Hơn 700 triệu là quý vị sở hữu một cái mẫu SUV 5 chỗ rồi. Kế đây là một cái mẫu Nissan, một chiếc xe 7 chỗ. Đó, một chiếc xe 7 chỗ quý vị anh chị và các bạn nhé. Dòng này dòng 5.2, tư nhân một chủ từ đầu, biển thành phố Hà Nội. Đó, sản xuất 2017, đăng ký lần đầu vào 2018. Xe rất đẹp, ngoại thất màu bạc, nội thất ghế da màu đen. Xe mới lăn bánh được quãng đường là gần 7 vạn km thôi. Đó, giúp lốp còn rất là dày. Thì chiếc xe này bên em đang mong muốn một cái mức giá rất là hợp lý, đó là 590 triệu quý vị anh chị và các bạn nhé. Và đây là một cái mẫu xe vừa mới về cửa hàng bên em vào chiều tối ngày hôm qua. Chiếc Audi Q5 bản Quattro, trang bị một cái động cơ xăng 2.0, màu nâu titan quý vị anh chị và các bạn nhé. Để trong cửa hàng thì màu nó hơi tối, nhưng mà đưa ra ngoài ánh nắng thì rất là đẹp. Đó, em lia góc máy ngang này thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy cái màu cụ thể của nó ở ngay cái phần rũa đèn hậu này, đèn pha phía trước này. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Đức năm 2010, một dòng SUV 5 chỗ, trang bị cửa nóc toàn cảnh panorama, nội thất ghế da màu kem. Đó, xe chạy rất ít. Xe này thì anh chủ anh ấy rất là yêu xe, chăm chút, cho nên là đã trang bị cam 360, một cái bộ cam 360 xịn. Ngoài ra là màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn. Rất nhiều các cái tính năng option hiện đại trên chiếc xe này. Thì chiếc xe này bên em dự kiến sẽ chào mức giá khoảng hơn 500 triệu. Thì quý vị chị nào quan tâm thì cứ là qua cửa hàng bên em xem xe lái thử nhé. Địa chỉ là tại số 1B đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ạ. Đó, Salon Ô Tô Hà Nội 1 chỉ có làm xe đẹp thôi. Bên em phương châm rất là chuẩn chỉ và theo một cái định hướng rõ ràng nhất định, đó là chỉ làm xe đẹp. Ở phía hàng thứ hai thì trước mặt quý vị anh chị và các bạn, đây là một cái mẫu Lexus RX 350. Đó, sản xuất vào 2010, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản nhé. Ngoại thất màu xanh ngọc trai, nội thất ghế da màu kem. Bản này là bản đủ, loa mắc lây, cam 360, cam lề, rửa đèn pha tự động. Thì mới lăn bánh ở quãng đường là khoảng 10 vạn km thôi. Biển Hà Nội, tên tư nhân. Thì bên em đang chào bán mức giá mong muốn, đó là hơn 1 tỷ một chút thôi nhé. Đó, hơn 1 tỷ tí đi thôi. Và mình sở hữu xe đẹp rồi. Ở hàng bên cạnh đây, xin được giới thiệu tới quý vị anh chị một cái mẫu xe cũng vừa mới cập bến cửa hàng thôi. Đó là chiếc Toyota Fortuner nhé, bản Legender. Đó, bản này là bản một cầu máy dầu. Đó, xe này thì sản xuất vào năm 2022 và đăng ký lần đầu vào 2023. Đó, do một số cái lý do cá nhân nên chủ xe đã để lại chiếc này cho bên em. Mới lăn bánh được có 4.500 km thôi ạ. Chưa được 5.000 km, chưa được nửa vạn. Biển Hà Nội rất là đẹp nhá. Thần tài lớn, thần tài nhỏ này. Xong lại 368 tài lộc phát. Đó, quý vị chị nào mà lấy chiếc xe này thì sở hữu luôn một cái chiếc biển nó rất là đẹp, dễ nhìn, nhiều lộc. Sản xuất 2022, đăng ký lần đầu 2023.
Như quý vị chị có thể tìm hiểu thêm về cái dòng xe này, nếu như ra hãng thì bây giờ là niêm yết sẽ khoảng rơi vào khoảng gần 1,2 tỷ. Nếu mà tính lăn bánh ra nó sẽ sấp xỉ 1,3 tỷ. Thì bây giờ chiếc này bên em đang chào bán mức giá chỉ có hơn 1,1 tỷ một chút thôi ạ. Đó, hơn 1,1 tỷ, và sang tên chiếc này chắc là mất khoảng độ vài chục. Thì tính ra chúng tiết kiệm hơn khoảng 100 triệu so với mua xe mới, mà xe trang bị đầy đủ cam 360, cam hành trình, tất cả mọi thứ. Đó, không khác gì một chiếc xe mới. Rồi, kế bên đây nữa lại là một cái mẫu bán tải. Đợt này bên em cũng rất là có duyên với các cái mẫu xe bán tải nhé. Một loạt chiếc xe mới vừa mới về. Chiếc Mitsubishi Chitông. Chitông nhé. Đó. Chitông bản ATH LT. Đó, bọn em hay gọi là bản Athen. Mâm lốp zin theo xe, lốp sửa cua chưa hạ. Sản xuất 2022. Cũng lại một chất xe lướt, mới lăn bánh được có quãng đường hơn 1 vạn km thôi. Đó, một chủ từ đầu, biển thành phố Hà Nội. Thì xe này thì chắc là cũng không phải giới thiệu nhiều rồi, option thì nó khá là nhiều. Đó, em nhấn mạnh một số cái điểm, ghế điện này, hàng ghế thứ hai có điều hòa. Đó, màu là màu cam. Màu cam. Đó, trang bị rất là nhiều tiện ích đồ chơi rồi. Thì giá mới trong hãng niêm yết bây giờ là gần 700, nếu mà ra tên thì nó sẽ rơi vào tầm hơn 750. Thì chiếc này bên em đang chào bán mức giá mong muốn là 655 triệu quý vị chị và các bạn nhé. Một cái mẫu bán tải đẹp như xe mới. Kế bên thì chiếc này ở với bên em là cũng tương đối lâu rồi. Thì hiện tại là thôi, bên em xác định là sẽ chia tay sớm em nó. Đó, bán với giá gọi là hạ thấp nhất có thể. Honda CR-V phiên bản 2.4, sản xuất 2014. Đó, biển thành phố Hà Nội. Màu ngoại thất là màu tím than, nội thất ghế da màu đen nguyên bản. Tất cả mọi thứ là nguyên bản theo xe hết. Trang bị sẵn luôn cả màn Android rồi. Thì hiện tại chiếc này lăn bánh mới có quãng đường là hơn 8 vạn km thôi. Bên em chào bán mức giá mong muốn, em công khai luôn 525 triệu quý vị chị và các bạn nhé. 525 triệu mình sở hữu một cái mẫu xe đẹp như này rồi. Kế bên cạnh đây nữa là một cái chiếc RAV4. Đó, nếu các bác nào mà quý vị chị nào mà hay xem video của em thì cũng đã nắm được thông tin chiếc này. Chiếc RAV4 sản xuất 2008. Đó, model 2009, máy mới. Đó, biển thành phố Bắc Ninh, biển Bắc Ninh, biển tỉnh. Đó, tư nhân. Một cái dòng xe phải nói là cực kỳ đẹp. Và những quý vị chị là các bạn nào mà am hiểu về xe, chạy dòng này rất lành, rất bền. Đó, rất là giữ giá luôn. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá mong muốn chỉ hơn 400 triệu một chút thôi ạ. Hơn 400 triệu một tí đi thôi là mình đã sở hữu một cái mẫu RAV4 sản xuất 2008. Đẹp như này rồi, trang bị rất nhiều đồ chơi. Rồi còn phía bên cạnh này đây là một cái chiếc Land Cruiser. Land Cruiser nhá. Đó, Land Cruiser phiên bản số sàn. Đó, trang bị một cái động cơ cực kỳ là mạnh mẽ. Máy xăng. Ngoại thất là màu xanh xanh ngọc. Đó, xanh ngọc thẫm, biển Sài Gòn. Chất xe là khoảng 20 vạn. Đó, cực kỳ đẹp và chắc mới nhất thủ đô Hà Nội, chắc là không có chiếc thứ hai đâu ạ. Thì chiếc này bên em cũng đã quyết định giảm giá. Đó, 600 triệu. Quý vị anh chị nào quan tâm thì qua cửa hàng bên em nhé. 600 triệu mình sở hữu một cái mẫu đẹp như thế rồi. Rất là chất chơi. Em sẽ đi vào hàng phía dưới. Trước mặt khuôn hình là một chiếc Land Cruiser Prado phiên bản 2.7 TXL, sản xuất vào năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc. Thì có một điều đặc biệt là bản này là bản xuất Trung Đông nhé. Đó, quý vị anh chị và chơi cái dòng Prado này có thể là tìm hiểu thêm cái bản xuất Trung Đông của em. Trang bị hộp lạnh, thùng nhiên liệu sẽ rộng hơn, và cái phần khung gầm thì nó rất là chắc, chạy rất là thích. Sản xuất 2010 này, tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội. Ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu đen theo xe. Xe lăn bánh chuẩn hơn 9 vạn km thôi. Đó, chất xe lăn quanh khoảng 10 vạn km. Xe rất đẹp, mới đăng kiểm xong, đăng kiểm còn rất dài. Thì chiếc này bên em cũng chào bán mức giá mong muốn khoảng 800 triệu một chút. Nhìn hơn 800 triệu một chút thôi quý vị anh chị và các bạn nhé. Đó, giá em vẫn còn thương lượng. Kế bên này là cũng là một chiếc Lăng sản xuất 2016, chiếc này em đang cập nhật lại giá. Rồi, thì do là cái không gian nó hơi hẹp, em sẽ di chuyển sang bên này. Đó, ngoài ra thì cửa hàng em vẫn còn một số xe nữa em đang để bên ngoài. Đó, vừa rồi là cũng đã được cái sự tin tưởng và yêu mến của quý vị anh chị và các bạn, quý khách hàng ủng hộ cho bên em, thì bán được tương đối rất là nhiều xe và cũng về một loạt xe mới. Đó, còn ở phía dưới đây là một cái mẫu Mazda CX-5 phiên bản 2.5, máy xăng nhé. Đó, máy xăng số tự động, biển tỉnh, một chủ từ đầu. Đó, sản xuất vào năm 2018. Đó, bản full, trang bị rất nhiều đồ chơi. Thì hiện tại chiếc này là bên em đang chào bán mức giá mong muốn là hơn 600 triệu thôi. Ở thời điểm cách đây khoảng 3 tháng thôi mà quý vị anh chị muốn tìm mua một cái mẫu SUV 5 chỗ dòng Mazda này thì giá nó phải rơi vào tầm gần 800 triệu. Bây giờ giá
hãng giảm, cho nên là bên em cũng điều chỉnh lại giá. Thì chiếc này bên em có hơn 600 triệu là mình đã sở hữu một mẫu xe đẹp như này rồi. Chất xe chạy mới có gần 5 vạn km. Đó, còn bên kế bên tay phải của em đây là một cái mẫu sedan phân khúc hạng sang BMW 320i nhé, sản xuất và nhập Đức 2011. Chiếc xe mới lăn bánh được quãng đường là hơn 7 vạn km. Đó. Tất cả là đều nguyên bản, ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem, cũng trang bị rất là nhiều đồ chơi tiện ích rồi. Thì bên em đang chào bán mức giá mong muốn là 375 triệu thôi. À, 375 triệu quý vị anh chị đã sở hữu một cái mẫu xe đẹp như này rồi. Đó, còn ở phía ngoài đây thì bên em còn một số mẫu xe, ví dụ như là chiếc Toyota Yaris sản xuất vào 2009 nhưng mà đăng ký lần đầu vào năm 2011 nhập khẩu. Xe lăn bánh chuẩn hơn 7 vạn km, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Đó, màu đỏ, đỏ đậm nhá quý vị chị ạ. Đó, màu đỏ đậm thì quý vị chị nào quan tâm thì qua cửa hàng bên em. Đó, chiếc xe đó thì bên em dự kiến chào bán khoảng hơn 300 triệu một chút thôi. Ngoài ra trước mặt quý vị anh chị và các bạn đây là em có một cái chiếc Hyundai i10 sản xuất 2014, chất xe hơn 6 vạn. Đó, tư nhân biển Hà Nội. Đói, quý vị chị có thể nhìn thấy nhá, bản hatchback này, trang bị màn Android, cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ tất cả mọi thứ. Thì bên em chào bán mức giá mong muốn là khoảng hơn 200 triệu thôi. Quý vị anh chị nào quan tâm cứ alo theo bên em theo cái số hotline là 0968680977, bên em sẽ báo giá chi tiết hoặc kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh, thông tin chi tiết, giấy tờ, khoang quay, khoang máy để quý vị chị có thể quan tâm tham khảo nhé. Thì vừa rồi là em cũng báo giá một loạt những cái mẫu xe vừa mới cập bến tại cửa hàng và những cái mẫu xe đang còn tại cửa hàng bên em. Thì rất là mong là quý vị chị và các bạn tin tưởng ủng hộ và qua cửa hàng bên em tại địa chỉ số 1B đường Nguyễn Văn Phường, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy xem xe để lái thử, có thể là chốt sở hữu cho mình một cái mẫu xe đẹp. Tất cả các xe từ đời 2014 trở lên thì bên em vẫn làm thủ tục trả góp ngân hàng bình thường nhé. Đó, còn về mặt giấy tờ pháp lý thì xe hoàn toàn minh bạch, không tranh chấp kiện tụng, đầy đủ điều kiện để quý vị chị và các bạn có thể sang tên. Còn về chất lượng thì bên em cam kết tất cả những hạng mục như là xe không tai nạn, đâm đụng ngập nước. Đó, máy số là zin không tháo dỡ, cam kết bằng văn bản hợp đồng luôn. Và một lần nữa thì em Tuấn Anh xin cảm ơn quý vị chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video báo giá của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.